chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, không khí lạnh suy yếu dần nên khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, thời tiết có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù rải rác, trưa chiều thì trời hửng nắng. Trời vẫn rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ về đêm và sáng ở mức là 15 cho đến 18 độ, vùng núi phía Bắc có nơi thấp hơn. Còn ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi 29-30 độ. Khu vực miền Trung, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa do ảnh hưởng đơn thuần của đới gió Đông Bắc kết hợp với địa hình đón gió nên có mưa, mưa rào nhưng lượng mưa thì không quá lớn, phổ biến trong khoảng từ 5 đến 10mm một ngày. Nền nhiệt có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23 đến 26 độ tại khu vực Trung Trung Bộ. Các tỉnh Nam Trung Bộ phổ biến từ 26 đến 29 độ, riêng Bình Thuận có nơi 30 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là thời kỳ của mùa khô và chưa có dấu hiệu mưa trái mùa, nên trong 3 ngày tới, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, ban ngày có nắng. Tại vùng cao Tây Nguyên, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Còn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ về đêm từ 21 cho đến 24 độ và mức nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 31 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi xấp xỉ 35 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trong đêm nay, gió ở các vùng biển thuộc Biển Đông có xu hướng suy yếu hơn một chút. Ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc ở mức cấp 6, giật cấp 7, biển động. Các vùng biển khác thì gió giảm dần xuống mức cấp 4, cấp 5, tình trạng biển ổn định dần. Sang ngày mùng 2 tháng 3, do không khí lạnh tăng cường nên cường độ gió trên các khu vực có xu hướng mạnh lên khoảng 1 cấp, sau đó lại có xu hướng giảm dần. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 1 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.